Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, sự trở lại của anh Kevin Huỳnh, anh là chuyên viên địa ốc từ công ty H&A Realty. Chào anh Kevin. Kevin chào quý vị, Kevin chào chị Vân Anh. Cảm ơn chị Vân Anh. Vâng, quý vị, ngày hôm nay thì anh Kevin Huỳnh sẽ cùng chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài cũng rất là cần thiết. Đó là khi mà chúng ta bán một căn nhà, khi mà list cái giá căn nhà đó lên, thì anh Kevin khuyên là chúng ta nên list cái giá nhà như thế nào? Đừng có nên cao quá và đừng có nên thấp quá, như thế nào thưa anh? Thì đa số là thường thường người mà muốn bán nhà đó thì rất là nghĩ cái nhà của mình rất là cao. Thì cái đó vấn đề rất là quan trọng. Khúc mà mình muốn bán một căn nhà thì cái giá cả, khúc mà đầu tiên mình ngồi xuống mà nói chuyện với người bán nhà đó, thì trong cái idea của người ta là always sell high. Đúng. Thì Kevin, theo Kevin, kinh nghiệm Kevin á, thì hơn 70% cái giá nhà mà đưa ra đó không bán được. Không bán được cái giá 70%. Ít nhất là phải adjust một lần. Phải lower price một lần. Đó là khoảng 70%. Thì anh nghĩ là khi mà chúng ta list cái nhà mà cao như vậy đó, thì chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại như thế nào? Bất lợi như thế nào? Thì thường thường nếu mà mình list cái nhà mà cao đó, nó có rất nhiều vấn đề. Running a lot of problems. Một đó là cái nhà mình sẽ nằm trên market lâu hơn nhà của người mà bán thấp hơn nhà mình. Người ta sẽ bán nhanh hơn mình. Tại sao? Đúng cái giá. Thứ hai là chỉ có rất nhiều người đi coi, nhưng mà không ai bỏ offer vô hết. Chỉ là vô coi ra. Thì lúc đó là mình làm cho cái buyer nó sợ. Scare. Tại vì nó ủa, tại sao mà cái nhà đây mà nằm trên market 2 tuần, 3 tuần mà không có gì ai làm hết trơn. Rồi cái vấn đề thứ ba nữa. Tốn thời gian đúng mình đó phải không? Tốn thời gian. And nó very costly. Nếu mình chỉ có cái mortgage, nếu mà chỉ đang trả tiền nhà đó, thì 2 tháng, 3 tháng add up a lot. Cost a lot, you know. And one more, when khúc mà mình xuống cái giá tiền cũng rất là khó nữa. Khi mà mình lên cao rồi mà mình thấy bán không được, mình xuống thấp là không nên nữa luôn ha, mà không rất nên. Là khó luôn phải không anh? Rất khó, tại vì mình xuống là cái người kia sẽ có vấn đề, ủa what's going on with the property, you know? Thì đâm ra vậy đó, nếu mà mình làm cái giá tiền đúng chính xác lần đầu tiên thì nó bán rất rất là nhanh. Thì cái đó là em nghĩ rất là quan trọng. Khúc mà mình, cái người mà buôn bán cái nhà đó thì phải đúng chính cái giá, chính cái giá. Thì khi mà cái người mà muốn bán căn nhà như vậy đó, thì khi mà hội ý với anh thì anh sẽ giúp cho cái người đó làm sao để list căn nhà của mình lên với cái giá vừa phải nhất, để mà mình không có phải chờ đợi lâu. Tại vì người bán nhà thì ai cũng muốn bán được tiền, phải không anh? Cho nên làm nhiều. Sao mà mình cũng không có bán thấp mà mất giá, mà cũng không có list cao quá rồi chờ lâu, phải không anh? Dạ đúng đúng. Anh sẽ giúp thì phải không cái anh? Nó có hai cái idea mình sẽ giúp cái người seller. Một á là mình làm cái current market analysis, là gồm bao nhiêu căn nhà đã bán rồi, thì mình come up một cái value, cái average value cho căn nhà của người ta. Hai nữa đó là nếu người ta mà muốn, người khách hàng mà muốn chính xác cái giá đó, mình sẽ giúp người ta làm một cái appraisal chính xác luôn, không có hơn mà không thấp. Cái đó là theo em recommend là the best. Thì khi mà có cái sự giúp đỡ của anh để mà mà chúng ta qua những cái bước như vậy và khi list căn nhà lên á, thì mình bán được vừa nhanh phải không anh, không có cũng phải tốn kém phải không anh? Thì thường thường khi mà mình đúng cái giá tiền á thì cái người mua nó sẽ nhiều hơn, cái người đi coi nhà sẽ nhiều hơn, thì làm cái nhà mình nó hot hơn chút xíu. Hot hơn thì mình có thể sell over price. Với cái market bây giờ, với cái tình trạng địa ốc của mình tại San Diego á, thì nhà bán ra rất là nhanh phải không anh? Rất là nhanh nếu mà đúng với giá. Cho nên cho dù là cái thị trường hot như vậy, bán nhà nhanh như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta list cao thì cũng sẽ đưa ra cái tình trạng là người ta vô, người ta cũng không mua phải không anh? Rất là nhiều tại tình vì trạng Vân Anh đó. Được nghe rất là nhiều người cho rằng thôi bây giờ nhà đó bán nhanh lắm, cho nên mình cứ đưa giá cao lên đi. Cái đó là cái điều sai lầm của, nếu mà muốn nghĩ như vậy là nó sẽ it's gonna go the opposite, sẽ đi ngược lại. Em làm rất là lâu, em thấy cái hợp rất là nhiều. 70% cái nhà bán ở thị trường không bán đúng giá được.
Wow, 70% một cái tỷ lệ rất là cao thưa Cao quý lắm, vị. cao lắm. Vâng, Đó. vâng thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu quý vị anh Kevin Huỳnh. Anh là chuyên viên địa ốc, đã làm việc rất là lâu năm trong vấn đề địa ốc tại San Diego, và anh là một chuyên viên nói tiếng Việt và tiếng Anh thông thạo, cũng như là rất là kinh nghiệm, uy tín tận tâm để cho quý vị có thể gửi gắm niềm tin của quý vị đến với anh Kevin Huỳnh khi mà quý vị bán nhà cũng như là mua nhà. Chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể liên lạc với anh Kevin Huỳnh. Và ngày thưa quý vị, tóm lại ngày hôm nay, khi mà quý vị đang muốn bán một căn nhà, mà quý vị muốn list căn nhà lên, thì quý vị hãy cứ gọi đến cho anh Kevin Gọi cho để Kevin trực tiếp, chứ Kevin đừng có list sẽ nhà cao quá phải không anh? đúng giá là bán cho càng nhanh. Nhưng mà có khi nào mà mình list cái giá nhà như vậy mà mình được bán được cao hơn không anh? Nói là nếu mà bán đúng cái giá đúng, mình nếu hồi đầu mà Tại vì mình có nhiều người coi quá, có nhiều người muốn căn nếu nhà đó quá mà phải không chị anh? làm cái nếu mà mình để ra cái đúng cái giá đó là chỉ có rất nhiều buyer, nó sẽ lên, nó sẽ cao hơn, có thể cao hơn luôn. Dạ Em vâng. trường hợp em đã gặp rất là nhiều, Dạ rất là vâng. nhiều. Dạ vâng. À, vâng thưa quý vị, nói tóm lại ngày hôm nay, khi mà chúng ta list căn nhà cao quá thì chẳng những là chúng ta không mang được lại nhiều tiền, mà nhiều khi giống như anh nói là the opposite, tức là nhiều khi còn có cái tác dụng ngược lại nữa thưa quý vị. Tốn tiền, mất thời gian và sẽ bán thấp hơn, chắc chắn, Chắc chắn luôn. chắc chắn luôn. Dạ, cho nên thật là cẩn thận khi chúng ta listing căn nhà của chúng ta. Anh Kevin có muốn nói gì trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay? Thưa quý vị, hôm nay được biết là chỉ còn có vài ngày nữa thôi là lễ July 4 rồi phải không anh? Kevin chỉ nói nếu quý vị nào cần bán căn nhà mà đúng giá thì nên gọi cho Kevin vậy thôi. Dạ vâng thưa quý vị, với số điện thoại ở trên màn ảnh để quý vị có thể tham khảo miễn phí với anh Kevin Huỳnh. Vâng thưa quý vị, một lần nữa từ công ty H&A Realty tại San Diego. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay.